Doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng là những hoạt động xã hội có ý nghĩa đã và đang mang đến niềm vui cho người dân ở khắp mọi miền đất nước. Sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại tỉnh Đồng Tháp. Không khí tại xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp bỗng trở nên náo nhiệt hơn bình thường. Người dân nơi đây ai cũng mừng khi biết tin cụ Nguyễn Thị Tôn, vốn sống neo đơn cơ cực mấy chục năm nay, vừa nhận được những món quà bất ngờ từ công ty mì Ba Miền. Chuyển về Đồng Tháp sống từ 40 năm trước, không con cháu, chồng cụ vừa mất cách đây 5 năm. Cụ Nguyễn Thị Tôn, 79 tuổi, bị đau khớp kinh niên, nhưng mỗi sáng, cụ Tôn vẫn đạp xe ra chợ hơn 10 cây số để mua thứ hàng về cho tiệm tạp hóa của mình. Em biết á, thì bà với ông về đây ở sống hoàn cảnh cũng khó khăn, cũng buôn bán nhỏ vậy đó. Rồi ông bị bệnh nằm 10 năm, bị tai biến, rồi bà mượn tiền đầu này đầu kia, rồi ở sớm cũng giúp đỡ vậy đó. Tới lúc ông mất rồi, trong nhà thì bà nói là còn có 7.000 à. Sau đám tang thì ở sớm người ta cũng ủng hộ như người cho vài chục ngàn. Cực lắm con ơi, không có gạo ăn, nhờ cô bác để cho ăn. Quần áo gì bà bận đi, nó ngồi giữa trời đó, ta cho bận chứ gì, ba không có mua được tất nào hết trơn, cho bận không. Gạo gì ba đâu có gạo nấu ăn, gì ba nấu ăn 2 lon ăn là 1 lon rưỡi vậy, ăn phần nữa còn phần nữa chiều. Lúc đó dì ba dùng má ăn vậy thôi. Từ những bữa cơm đơn sơ thiếu thốn, cuộc sống của cụ Tôn nhận được những món quà bất ngờ trị giá gần 100 triệu đồng. Đối với cụ, số tiền này cả là một gia tài, vừa có thể trả ơn được những hàng xóm cho cụ mượn tiền những lúc khó khăn, vừa giúp cụ trang trải cuộc sống tuổi già. Vợ lô xóm cũng nói nữa, mấy đứa nhỏ nói, đừng có tin, không có đâu, bà đừng tin. Vì trúng gì biết, vì trúng gì mừng lắm, vì ba cũng nghe người ta nói gì cũng phân vân trong lòng lắm. Trong đời vậy ba, tới cái đời chết vậy ba cũng chưa được cầm 30 cái này nữa con, nói thiệt. Vì già vậy làm sao làm gì mà có. Giờ đây, cụ Tồn không còn phải mua thiếu hàng để bán tạp hóa nữa. Căn gác nhỏ mái lá tạm bợ cũng sẽ được cụ sửa lại khang trang hơn. Những bữa cơm thiếu cũng sẽ đầy đủ hơn trước. Số tiền còn lại sẽ được cụ gửi tiết kiệm để dành cho những lúc đau ốm sau này. Niềm hạnh phúc dân tràn cũng là niềm vui, là niềm khích lệ to lớn của đơn vị tổ chức cũng như người dân cả xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp.